Chắc hẳn với các bạn thì chuyện ma, chuyện kinh dị đã không còn xa lạ gì nữa, đúng không? Nhưng giờ đây những câu chuyện kinh dị không còn đơn giản chỉ là những câu chuyện dài mà bạn phải nghe kể cả tiếng đồng hồ hay phải đọc cả một quyển sách nữa. Mà giờ đây, bạn có thể dễ dàng bắt gặp được những mẩu chuyện ngắn, được gọi là cryptic, được lan truyền trên Internet. Vậy, cryptic là gì? Cryptic là một thể loại chuyện mà trong đó có chứa những hàm ý rất lớn hoặc có thể cực kỳ lớn. Các câu từ trong cryptic thường rất khó hiểu vì là dạng giải đố IQ. Chính vì thế, để giải được câu chuyện cryptic cần đến những bộ não logic và thông minh, cộng với đó là chút man dợ để có thể đưa ra những lời giải hợp lý và hấp dẫn nhất. Chính những chi tiết khó hiểu đó là nút thắt, đầu mối của toàn bộ cryptic. Với câu chuyện cryptic thường có hai lối suy nghĩ đơn giản hoặc là rất cao siêu. Những biện pháp nghệ thuật thường được sử dụng trong cryptic là ẩn dụ, phép lái, hoán dụ, hàm ý và biểu tượng. Cryptic có nhiều dạng, tùy vào mục đích của tác giả. Dạng thứ nhất tùy vào người đọc, kiểu kết thúc mở, những đáp án hợp lý được coi là đúng. Dạng thứ hai là cố định, cốt truyện đã được định trước. Tác giả cho ra bộ khung thiếu xương để người giải có thể thêm những phần thiếu của câu chuyện sao cho hợp lý nhất. Nghĩa là những chiếc xương có sẵn sẽ là gợi ý các chiếc xương bị thiếu. Để khi bạn hiểu và giải ra được câu chuyện, bạn sẽ thấy được sự man dợ của câu chuyện là như thế nào. Với những điều nêu trên, bạn đã hình dung ra được cryptic là gì chưa? Và thấy được tại sao nó lại khiến nhiều người tò mò đến vậy rồi chứ? Được rồi, giờ hãy cùng mình thử đọc 5 câu chuyện ngắn cryptic và hãy thử dùng trí tưởng tượng của bạn để suy ra hàm ý ẩn trong những câu chuyện này nhé. Câu chuyện thứ nhất. Người cũng biết. Một cô gái trẻ đẹp một ngày nọ phải ở nhà một mình cùng với con chó nhà thân cận. Lúc này trời đã tối và trên bản tin thời sự, nhà chức trách đang ra thông báo về một tên sát nhân đang lẩn khuất trong khu vực dân cư mà cô đang sống. Tối hôm đó, cô gái cẩn thận khóa chặt mọi cửa nẻo, từ cửa chính đến cửa sổ. Duy chỉ có ô cửa nhỏ dưới tầng hầm là chưa đóng. Thôi, chắc không sao đâu, cửa đó nhỏ quá mà. Cô bèn để nó như vậy, chỉ khóa cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và đi thẳng lên phòng ngủ. Như mọi hôm, con chó trung thành lại rúc vào dưới giường bảo vệ cô qua đêm. Trong đêm đen tĩnh mịch, cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ phía nhà tắm. Nửa mê, nửa tỉnh, cũng chả muốn phải xuống giường để khóa vòi nước mà mất đi giấc ngủ ngon. Như thói quen, cô bất giác đưa tay xuống giờ vào đầu con chó cưng, cảm nhận cái liếm ấm áp như thường lệ của nó, rồi an tâm ngủ tiếp. Nhưng lại một lần nữa cô tỉnh giấc vì tiếng nước rỉ ra khó chịu đó, và lại đưa tay xuống giường. Con chó vẫn ở đấy, liếm bàn tay cô chủ. Cô cảm thấy và tiếp tục yên giấc, trằn trọc khó ngủ vì tiếng nước rỉ phiền toái lúc giữa đêm ngon giấc. Cô mệt mỏi bước xuống giường, uể oải và thầm bực tức lê bước về phía nhà tắm. Càng gần tới nhà tắm, tiếng nước nhỏ giọt càng trở nên rõ ràng. Cô chậm chạp đẩy cửa nhà tắm. Lúc này tối như mực, cô bèn bật đèn lên. Chào đón cô gái là một cảnh tượng man dợ. Xác con chó cưng bị treo lủng lẳng trên cái vòi nước, máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ chú chó, nhỏ từng giọt xuống bồn tắm đỏ thẫm. Hoảng loạn, nhưng cô chợt nhớ ra trong gương có cái gì đó rất lạ. Cô gái liền quay ra đằng sau và nhận ra một dòng chữ viết bằng máu ở trên bức tường phòng tắm. Con người cũng biết liếm tay đấy. Câu chuyện thứ hai, lỗ nhìn cửa. Cô bé 15 tuổi tên là Donna sống với cha mình trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Kể từ khi mẹ Donna qua đời, Donna phụ thuộc hoàn toàn vào cha mình. Mối quan hệ cha con giữa họ rất tốt. Một hôm, cha của Donna chuẩn bị lên đường đi làm ăn. Trong lúc ăn sáng, ông nói với cô rằng ông sẽ về nhà rất muộn.
Nhưng đến tối khuya, cha cô vẫn chưa về, nên Donna quyết định đi ngủ trước. Cô bé có một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình đang đứng ở cạnh một con đường cao tốc tấp nập. Xe ô tô và xe tải chạy băng băng, tuôn khói mù mịt. Cô nhìn qua đường cao tốc và nhìn thấy một hình hài quen thuộc phía bên đường. Đó là cha của cô. Ông đang cố hét lên để báo cho con mình một điều gì đó, nhưng Donna không nghe được. Đôi mắt cha cô rất buồn, ông dường như muốn tuyệt vọng. Donna cố gắng hết sức và cuối cùng có thể nghe ra được: "Đừng mở cửa." Đột nhiên, Donna bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Cô bò ra khỏi giường và mang dép. Sau đó, chỉ với bộ áo ngủ, cô chạy xuống cầu thang và đi tới cửa trước. Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa chính, cô nhìn thấy khuôn mặt của cha cô đang nhìn chằm chằm vào cô. Chuông cửa kêu inh ỏi. "Được rồi, chờ con tí." Cô hét lên. Cô kéo chốt cửa ra, nhưng bỗng nhiên có một điều gì đó không ổn khiến cô dừng lại. Cô nhìn qua cái lỗ cửa một lần nữa. Một điều gì đó về nét mặt của cha Donna không được đúng cho lắm. Mắt anh mở rộng và đầy vẻ sợ hãi. Cô vặn khóa chốt cửa lại. "Cha!" Cô hét lên qua cánh cửa. "Cha quên chìa khóa à?" "Cha ơi, trả lời con." "Cha ơi, hãy trả lời con đi. Có ai đang đi cùng cha không? Ai đang đe dọa cha phải không? Sao cha lại không nói gì?" Chuông cửa vẫn reo lên inh ỏi, nhưng vì một lý do nào đó, cha Donna từ chối trả lời tiếng khóc than tuyệt vọng của con gái. Cả đêm hôm đó, Donna sợ hãi ngồi co rúm ở góc hành lang, cố gắng chịu đựng tiếng chuông reo không ngừng. Thời gian dường như đứng lại, Donna cảm giác như trời không bao giờ sáng. Cuối cùng, Donna kiệt sức và chìm vào cơn mê trong tiếng chuông ầm ĩ. Sáng hôm sau, cô bé thức dậy và thấy không gian xung quanh thật yên tĩnh. Cô rón rén đi đến cửa và nhìn qua lỗ cửa một lần nữa. Cha cô vẫn còn đó, nhìn chằm chằm vào Donna. Cô bé thận trọng mở cửa và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Đầu của cha cô được treo lủng lẳng, có một mảnh giấy kẹp ngay chuông cửa. "Cháu thông minh quá nhỉ." Câu chuyện số 3. "Mẹ ơi, con xin lỗi." Một đêm, người phụ nữ đang ngồi trong bếp đọc báo. Khi nhìn lên, cô thấy đứa con trai 6 tuổi của mình đi dần xuống cầu thang. Bé mặc trên người bộ pyjama. "Sao vậy con yêu?" mẹ bé hỏi. "Con gặp ác mộng." Cậu trả lời. "Giờ con an toàn rồi nhá," người mẹ nói. "Con mơ, con đang nằm trên giường, rồi con nghe có tiếng động trong phòng ngủ của bố." Cậu nói. "Khi nhìn qua cửa, con thấy cái gì đó màu đen mà lớn lắm, mắt trắng dã. Chúng nó bước ra khỏi nhà kho rồi tấn công bố." "Đừng lo con," người mẹ nhẹ giọng nói. Cô ôm con thật gần gũi. "Đó chỉ là mơ thôi, nó thực sự không có xảy ra mà." Cậu bé tiếp tục. "Nó xé bố ra thành từng mảnh rồi ăn hết. Ăn xong, nó liếm hết máu trên sàn nhà. Con nghĩ nếu chạy thật nhanh, nó sẽ không bắt con. Nhưng mà nó đã đuổi được. Nó chuẩn bị ăn con rồi. Cơ mà nó dừng lại và nói nó sẽ không ăn thịt con nếu con hứa." "Hứa gì thế con?" người mẹ lại hỏi. "Hứa là..." "Thôi nào, con có thể nói cho mẹ bất cứ điều gì. Hứa cái gì vậy?" "Hứa sẽ làm mẹ sao lãng trong khi nó trườn tới đằng sau mẹ." "Mẹ ơi, con xin lỗi." Bất chợt, người phụ nữ nghe thấy tiếng sàn gỗ phía sau cô. Cột kẹt. Câu chuyện thứ 4. Chiếc CD.
Tôi và bạn mình đang hợp tác làm một bộ phim ma ngắn. Nửa đêm, không ngủ được nên tôi đến phòng làm việc để hoàn thành nốt những thứ cần thiết trong dự án. Tôi thấy một chiếc đĩa CD và bật nó lên. Ôi, thật tuyệt vời. Những tiếng gào rú, rên rỉ, ầu ơ giữa con ma quái rùng rợn phát qua tai nghe. Không ngờ thằng bạn tôi có thể sưu tập những âm thanh đáng sợ và sống động như thật đến thế. Qua 12 giờ, tôi cũng buồn ngủ và thiếp đi trên bàn. Sáng hôm sau, thằng bạn kêu tôi dậy và hỏi: có thấy cái đĩa CD trắng của tao đâu không? Tao đi chép âm thanh cái. Cái đĩa trắng? Nó vẫn chưa chép âm thanh vào đĩa. Vậy cái thứ hôm qua tôi nghe là cái gì? Câu chuyện số 5, cái bánh bao. Khang và Lĩnh thường đi làm về muộn và hay mua bánh bao ở đầu ngõ ăn. Một hôm, hai người cãi nhau. Khang đi suốt đêm không về. Lĩnh biết Khang đi nhậu với bạn nên chủ động nhắn tin làm hòa: ông về đi, về mua bánh bao cho tôi ăn với, tôi ở nhà đói quá. Nhưng Khang vẫn không về. Đêm hôm sau, Linh ghé mua bánh bao ở một cửa tiệm và ăn tại chỗ. Ăn được nửa cái thì Lĩnh mới phát hiện ra rằng trong nhân bánh bao có chiếc nhẫn cặp của hai người.